Xin chào các bác, dưới đây là toàn bộ chi tiết của một bộ quạt trần 12V công suất lớn chuyên dụng cho bác ghép vào các hệ thống điện mặt trời 12V các bạn. Quạt sử dụng cái động cơ không chổi than và tổng sải cánh quạt là 1m4 các bác nhé. Đấy, dưới đây là toàn bộ chi tiết các bạn. Đầu tiên là cái động cơ các bác nhé, đây là động cơ của quạt này. Động cơ thì nó không khác gì một chiếc động cơ của chiếc quạt trần 220 cả. Đấy, trọng lượng riêng cái động cơ nó đã rơi vào 2,8 kg rồi các bạn. Và toàn bộ chi tiết của quạt này trọng lượng là 5,8 kg các bạn nhé. Trọng lượng toàn bộ là 5,8 kg các bạn. Đấy, quạt sử dụng cái động cơ không chổi than. Đấy, rất là bền và tiết kiệm điện các bạn. Đấy, nó chỉ sử dụng khoảng 33W thôi. Tiết kiệm hơn nhiều so với những cái dòng quạt có chổi than các bạn. Và lại rất là bền. Cái dải điện áp vào sử dụng dải điện áp đầu vào rất là rộng các bạn, từ 8 đến 24V DC. Đấy, đây là rất là thích hợp cho các bác chạy trực tiếp với tấm pin mặt trời vẫn có thể sử dụng được. Tiếp theo là ba cánh các bạn, quạt này nó sử dụng ba cánh quạt các bác nhé. Và tổng cái sải cánh này là 1m4 các bạn. Tất cả cánh này đều bằng sắt các bác nhé. Nó không giống như một số mẫu quạt là cánh nhựa đâu các bạn. Cánh sắt này nó rất là mát. Mát và lại còn cũng bền bỉ theo thời gian các bạn. Đấy, ba cánh, tất cả cánh thì đều màu trắng hết các bạn. Cả bộ quạt này đều màu trắng các bác nhé. Đấy, màu trắng và điểm những chút vàng như thế này các bạn. Đấy, kể cả những cái họa tiết ở trên cái thân quạt này. Đấy, các bác lắp lên nhà nó rất là sang trọng các bạn. Cái kích thước và cân nặng thì nó tương tự như là một bộ quạt trần 220. Và cái tốc độ gió các bạn, tốc độ gió thì cũng tương tự như quạt 220 các bác nhé. Tại vì đây là một mẫu quạt trần công suất lớn. Ngoài các cái phụ kiện, ngoài các cái chi tiết chính ra thì còn có những cái chi tiết phụ như là đây là những cái trục đỡ này các bác này. Đây là hai cái mũ trục này. Cái này trục bên trên các bạn. Còn cái này là trục ở dưới quạt để che cái dây điện này đi các bác. Đấy, tiếp theo là hộp số này các bác này. Đây là một trong những cái dòng quạt trần chuyên dụng các bạn, nên nó sử dụng hộp số các bác nhé. Cái hộp số, với việc sử dụng hộp số này thì nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Nó cũng giống như quạt 220 các bạn, quạt 220 nó cũng dùng hộp số thôi. Cũng rất nhiều bác có hỏi em là có cái mẫu quạt trần dùng khiển không, thì thường thường những mẫu dùng khiển ấy, nó rất là hay lỗi các bạn. Trước đây bên em đã bán những cái mẫu quạt trần dùng khiển cách đây khoảng 3 năm rồi, nhưng mà những cái mẫu dùng khiển thì cái độ bền của nó sẽ không được bền như những cái dòng dùng hộp số. Các bác để ý những cái mẫu quạt trần 220 ở gia đình mình cũng sử dụng là hộp số các bạn. Đấy, bộ quạt này rất là chất các bạn. Bên em đã kinh doanh cái mẫu quạt này trong vòng 3 năm nay rồi, chạy rất là bền bỉ các bạn, gần như là không phải bảo hành bộ nào cả. Các bác quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009. Cảm ơn các bác.